Tiêu chảy có thể được định nghĩa là phân có chứa chất lỏng có trọng lượng trên 200g mỗi ngày. Việc tăng tần suất đi tiêu cũng phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện. Điều quan trọng cần lưu ý là những loại thuốc điều trị tiêu chảy thường được sử dụng để điều trị tiêu chảy từ nhẹ đến trung bình. Do đó, chúng không nên sử dụng cho những trường hợp bệnh nặng như tiêu chảy ra máu hoặc có sốt cao, vì các thuốc này có thể che giấu hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Ruột non và ruột già là nơi hầu hết sự hấp thu xảy ra trong đường tiêu hóa. Cả hai vùng đều chứa các cơ trơn thực hiện nhu động ruột, là một loạt các cơn co cơ phối hợp giống như cơn sóng giúp ép chặt dưỡng chất hay thức ăn theo một hướng sau khi nó rời khỏi dạ dày. Niêm mạc của ruột non có rất nhiều gờ và rãnh nhỏ. Mỗi gờ trong số đó có những sẹo nhỏ gọi là nhung mao. Và mỗi nhung mao lại được bao phủ bởi những vi nhung mao nhỏ hơn. Tất cả những điều này giúp cho ruột non có nhiều diện tích bề mặt hơn để hấp thu các chất dinh dưỡng và ion. Ruột già chủ yếu hấp thu lượng nước dư từ dưỡng chất giúp cô đặt nó thành phân, cuối cùng sẽ được chuyển đến trực tràng. Có 4 nguyên nhân chính gây tiêu chảy: tiêu chảy thẩm thấu, tiêu chảy tiết dịch, tiêu chảy do viêm nhiễm và tiêu chảy liên quan đến rối loạn nhu động ruột. Tiêu chảy thẩm thấu là do sự hấp thu kém của một số phân tử dẫn đến lượng chất hòa tan trong lòng ruột quá nhiều. Các chất hòa tan dư thừa này gây ra hiện tượng giữ nước do thẩm thấu. Nước di chuyển từ các tế bào ruột qua màng bán thấm vào lòng ruột để nồng độ chất hòa tan ở cả hai bên màng bằng nhau. Một ví dụ cho điều này là sự không dung nạp lactose, trong đó có sự thiếu hụt enzyme lactase ở đường viền bàn chải trong ruột non, chất này phân hủy lactose. Lượng lactose dư thừa sẽ ở lại trong lòng ruột và kéo nước vào trong lòng ruột dẫn đến tiêu chảy. Do đó, tiêu chảy thẩm thấu do không dung nạp lactose sẽ hết khi người bệnh ngừng sử dụng như sữa hoặc sữa chua. Trong tiêu chảy tiết dịch, có sự tăng tiết hoặc giảm hấp thu các ion như clo hoặc bicarbonate. Phổ biến nhất là do nội độc tố của vi khuẩn như độc tố do vi khuẩn tả tiết ra. Độc tố này làm tăng bài tiết các ion clo và bicarbonate ở ruột non, đồng thời ức chế hấp thu ion natri. Các ion này tích tụ và gây ra hiệu ứng thẩm thấu, hút nhiều nước vào lòng ruột từ các mô xung quanh. Điều phân biệt tiêu chảy tiết dịch với tiêu chảy thẩm thấu là các triệu chứng vẫn còn ngay cả khi giảm lượng uống. Tiêu chảy do viêm nhiễm là do tổn thương qua trung gian miễn dịch đối với lớp biểu mô của ruột già và ruột non, làm suy giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và nước của chúng. Nó có thể được gây ra bởi các bệnh viêm ruột và viêm loét đại tràng hoặc nhiễm trùng, phổ biến nhất là do virus như rotavirus và vi khuẩn như Salmonella, Shigella hoặc E. coli. Trong tiêu chảy liên quan đến rối loạn nhu động, giống như trong hội chứng ruột kích thích, có sự tăng kích hoạt hệ thần kinh ruột dẫn đến tăng tần suất nhu động. Điều này đẩy dưỡng chất qua ruột quá nhanh dẫn đến thời gian hấp thu nước và chất dinh dưỡng ít hơn. Hầu hết các trường hợp tiêu chảy đều tự khỏi và không cần điều trị. Trong những trường hợp nghiêm trọng, điều trị chủ yếu luôn là bù nước và chất điện giải để ngăn các vấn đề như mất nước, hạ huyết áp, hạ kali máu và toàn chuyển hóa. Thuốc trị tiêu chảy nên được sử dụng khi có nguy cơ phát triển các triệu chứng. Thuốc trị tiêu chảy có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của tiêu chảy, nhưng các thuốc này không giải quyết được nguyên nhân cơ bản. Các nhóm thuốc giúp điều trị tiêu chảy bao gồm thuốc hấp phụ, opioid và thuốc kháng cholinergic. Hãy bắt đầu với thuốc hấp phụ, là những loại thuốc có thể liên kết với các chất độc gây tiêu chảy,
do đó chúng không hấp thu vào đường tiêu hóa. Những loại thuốc này bao gồm bismuth, chlorhexidamine, kaolin và betaine. Kaolin là một loại đất sét được sử dụng để làm đồ sứ và nó thường được kết hợp với betaine, một polysaccharide thực vật. Cả hai đều là những hợp chất khó tiêu, hấp phụ độc tố vi khuẩn và nước trong đường tiêu hóa, dẫn đến tăng độ nhớt và khối lượng phân. Bismuth được cung cấp dưới dạng bismuth subsalicylate, thường được gọi là Pepto-Bismol. Thuốc này thường được sử dụng như một loại thuốc kháng axit để điều trị chứng khó tiêu, nhưng nó cũng có thể được sử dụng với metronidazole và tetracycline để điều trị HP. Sự kết hợp này còn được gọi là phác đồ BMT, bismuth subsalicylate, metronidazole, tetracycline. Cơ chế hoạt động chống tiêu chảy của bismuth vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng nó được cho là có tác dụng chống bài tiết, chống viêm và kháng khuẩn. Bismuth thường được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa tiêu chảy cho khách du lịch. Cholesteramine là một loại nhựa dính và không hòa tan, thường được dùng làm chất giảm cholesterol, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để điều trị tiêu chảy ở những người kém hấp thu axit mật. Những người này không thể hấp thu axit mật, do đó lượng axit mật quá nhiều trong lòng ruột sẽ kích thích bài tiết cả nước và điện giải, sau đó gây ra tiêu chảy. Cholesteramine liên kết với một số độc tố của vi khuẩn và muối mật để tạo thành phức hợp không hòa tan được, thải ra ngoài theo phân. Đối với tác dụng phụ, bismuth subsalicylate có thể khiến lưỡi và phân chuyển sang màu đen. Ngoài ra, vì nó có chứa salicylate nên có thể liên quan đến độc tính trên tai, chẳng hạn như mất thính giác và ù tai. Ở trẻ em đang phục hồi sau nhiễm virus như cúm, salicylate có thể gây ra bệnh não gan, đe dọa tính mạng, được gọi là hội chứng gây, do đó cần tránh dùng cho trẻ em. Cholesteramine có thể liên quan đến rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như đau bụng, chán ăn, buồn nôn và đầy hơi. Nó cũng có thể gây ra đổi màu và mòn răng nếu giữ trong miệng quá lâu. Nó cũng làm giảm sự hấp thụ của các vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K. Do đó, người bệnh nên uống các vitamin này ít nhất 4 giờ trước khi dùng cholesteramine. Cuối cùng, kaolin và betaine có thể gây táo bón và nên tránh dùng chung với các thuốc khác trong vòng 2-3 giờ, vì chúng có thể liên kết với các thuốc khác trong đường tiêu hóa và ngăn cản sự hấp thụ của những thuốc đó. Nhóm thuốc thứ hai giúp điều trị tiêu chảy là một số opioid như loperamide và diphenoxylate, có nguy cơ gây nghiện thấp. Opioid hoạt động bằng cách kích thích các thụ thể mi hoặc delta được tìm thấy trong tế bào thần kinh ruột và cơ trơn, làm giảm nhu động ruột. Loperamide có tác dụng chống tiêu chảy và kháng tiết cao, nhưng rất ít tác dụng trên thần kinh trung ương. Do đó có khả năng gây nghiện thấp, không gây lạm dụng và dung nạp thuốc. Loperamide đã được chứng minh là có hiệu quả trong bệnh tiêu chảy mãn tính và nó cũng là lựa chọn hàng đầu đối với bệnh tiêu chảy của khách du lịch. Diphenoxylate có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương nên có khả năng gây nghiện cao hơn. Do đó, nó thường được đưa ra dưới dạng các chế phẩm kết hợp với các chất kháng cholinergic như atropine. Atropine cũng dùng để điều trị tiêu chảy nhưng không khuyến khích việc lạm dụng do có các tác dụng phụ khó chịu như khô miệng, mờ mắt, tăng thân nhiệt và bí tiểu. Một lợi ích khác của atropine là nó cũng ức chế nhu động ruột và bài tiết, mang lại tác dụng hiệp đồng khi kết hợp với opioid. Các tác dụng phụ: loperamide và diphenoxylate có thể gây táo bón, đau quặn bụng, buồn ngủ, chóng mặt và liệt ruột. Cần lưu ý là nên tránh sử dụng đồng thời các opioid này và các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác như benzodiazepine, barbiturate và rượu do làm tăng nguy cơ suy nhược hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, những loại thuốc này có thể gây ra phình đại tràng ở những người bị viêm loét đại tràng. Diphenoxylate có thể gây hôn mê gan ở người suy gan hoặc suy thận. Mặt khác, loperamide có thể liên quan đến xoắn đỉnh và ngừng tim khi sử dụng với liều lượng cao hơn khuyến cáo. Cuối cùng, những loại thuốc này được chống chỉ định ở trẻ em dưới 4 tuổi. Loperamide cũng được chống chỉ định ở những người có QT kéo dài.
Tóm lại, tiêu chảy có 4 nguyên nhân chính, bao gồm tiêu chảy do thẩm thấu, do tiết dịch, do viêm nhiễm và tiêu chảy liên quan đến rối loạn nhiễu động ruột. Điều trị chủ yếu cho bệnh tiêu chảy luôn là bù nước và các chất điện giải. Có 3 loại thuốc chính cho bệnh tiêu chảy nặng hoặc mãn tính, bao gồm thuốc hấp phụ, opioid và thuốc kháng cholinergic. Thuốc hấp phụ liên kết với các chất độc gây tiêu chảy và thường có tác dụng có lợi khác, chẳng hạn như hấp thu nước hoặc muối mật. Thuốc opioid và các thuốc kháng cholinergic làm giảm nhu động ruột và thường được dùng cùng nhau để giảm khả năng lạm dụng thuốc opioid. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.